Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, RON 95 áp sát 25.000 đồng trên lít. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày hôm nay, 5 tháng 9, giá xăng bán lẻ tiếp tục tăng từ 140 đến 270 đồng trên lít, đưa xăng RON 95 lên 24.870 đồng trên lít bán lẻ. Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 6 liên tiếp giá xăng dầu trong nước tăng. Theo quyết định của Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu E5 RON 92 tăng 140 đồng trên lít lên 23.470 đồng trên lít. Xăng RON 95 bán lẻ tăng 270 đồng trên lít lên 24.870 đồng trên lít. Giá bán lẻ diesel tăng từ 290 đồng trên lít lên 22.640 đồng trên lít. Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập đối với tất cả mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu diesel, dầu hỏa, chỉ chi quỹ bình ổn cho mặt hàng dầu mazut. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 25 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.